Xin chào các bạn, cho các bạn quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV. Không biết là tình hình cửa chim của các bạn đã như thế nào rồi? Hôm nay thì mình sẽ cùng với các bạn tìm hiểu về cách xây dựng cho một môn phái mà người ta thường biết đến với khả năng, đó chính là cửa chim. À vâng, đây chính là môn phái thần cơ các bạn ạ. À, thì thần cơ mình sẽ cùng đánh giá về môn phái này một tí nha các bạn ơi. Thần cơ nó sẽ có một số cái ưu điểm như sau, đó là sát thương của thần cơ rất là cao. À, và có khả năng dồn sát thương cực kỳ mạnh nha các bạn. Thần cơ mà tung một combo thì phải nói là sát thương rất cao luôn đó. Rồi khả năng khống chế của thần cơ thì rất là tốt, với những cái hiệu ứng tàn phế liên tục xảy ra khi các bạn sử dụng chiêu 1 và chiêu cuối. Rồi ngoài ra thần cơ còn có khả năng miễn dịch với các cái trạng thái khống chế khi các bạn sử dụng chiêu cuối nha. À, rất là có lợi luôn. Tâm đánh thì lại đánh rất là xa, và chính vì vậy thì thần cơ thích hợp cho cả lẫn quần chiến lẫn solo các bạn ạ. Solo thì chúng ta khống chế rất là tốt rồi, do đó solo cực kỳ hiệu quả. Về nhược điểm, thần cơ sẽ có 3 cái nhược điểm như sau, đó là kém cơ động. Kém cơ động ở đây là thần cơ chạy nhảy không có nhanh các bạn ơi, nó không có những cái kỹ năng tăng tốc độ di chuyển, nó chỉ có được miễn khống chế thôi, do đó nó kém cơ động. Hồi phục máu lại rất kém. Kém ở đây là hồi phục máu của thần cơ chỉ phụ thuộc vào cái chiêu hút sinh lực của cái chiêu ưng kích trường không, do đó nó cũng bị thụ động phần này và hút không được nhiều. Và kỹ năng của thần cơ lại rất khó thao tác. Các bạn phải thao tác đúng, chuẩn thì mới có một combo thật là mạnh được. Nhưng nếu thao tác sai thì thần cơ sẽ trở nên rất là phế nha. Do đó các bạn lưu ý, để chơi thần cơ các bạn cần phải luyện tập thường xuyên về kỹ năng này. Về xây dựng thần cơ thì mình sẽ có tổng cộng là 15 nội dung xây dựng các bạn ạ. Và mình sẽ chia làm 2 phần ra 2 video. Ở video lần này mình sẽ bàn về 7 phần này, đó là tẩy luyện trang bị, khảm đá hồn, cường hóa chân nguyên, đồng hành bí kíp và tăng kỹ năng. Trong phần thứ hai mình sẽ nói về kinh mạch, môn khách, tuyệt học, tụ bổ bồn, trang bị ngựa, trận pháp, nguyên ấn và thời điểm thích hợp để chúng ta chơi một phái thần cơ. Rồi bây giờ mình sẽ vào phần tẩy luyện trang bị. Thì cũng giống như những môn phái khác, tẩy luyện trang bị thì mình đã liệt kê sẵn cho các bạn 6 dòng tẩy luyện chuẩn cho môn phái thần cơ, và các bạn chỉ việc áp dụng những dòng này về cho riêng bản thân của mình. Và các bạn lưu ý nha, chúng ta tẩy luyện theo những dòng như thế này. Ví dụ như các bạn có một cái dòng sinh lực đi mà các bạn chơi dòng cam, các bạn muốn gắn vào trang bị của mình thì theo mình các bạn nên bỏ luôn, không sử dụng dòng cam các bạn. Các bạn ưu tiên những dòng chuẩn như thế này. Ngon hơn là các bạn sử dụng những cái dòng cam, dòng tím nha. Những cái dòng đó chỉ tăng cho các bạn lực chiến thôi chứ không tăng thuộc tính gì cả. Mà lực chiến thì không phản ánh được acc của các bạn có mạnh hay yếu hay không, mà là thuộc tính mới là quan trọng. Nhiều bạn ở những server mới chơi, các bạn tẩy luyện những dòng không đúng như trong video mình đã trình bày, các bạn lại bị em hỏi là mình đã build giống video rồi nhưng sao cái acc vẫn rất là yếu. Thì khi mình xem lại, các bạn build những cái dòng ví dụ như là sinh lực nè, rồi các bạn lại build những cái dòng như là kháng thời gian chón hoặc là kháng thuộc tính trong đó, thì các bạn lại ham cái dòng cam, thì thành ra cái acc của mình nó sẽ yếu là đúng rồi nha. Các bạn phải build những cái dòng như thế này. Rồi tiếp tục, đó là phần tẩy luyện trang bị trên những cái phần trang sức các bạn ạ, dây chuyền, nhẫn, phù, ngọc bội. Mình đã liệt kê sẵn, các bạn chỉ việc xem nha. Tiếp tục, đó là phần tẩy luyện của hai món còn lại, đó chính là áo và vũ khí. Ở áo thì mình sử dụng cái vòng đó là cái dòng đó là kháng tất cả các bạn ạ. Mình không sử dụng cái dòng đó là hồi phục sinh lực. Vũ khí thì mình sẽ dùng cái dòng tỷ lệ thuộc tính nha. Tỷ lệ thuộc tính, mình không sử dụng cái dòng không sử dụng cái dòng tấn công. Tỷ lệ thuộc tính để mình giúp tăng thêm cái khả năng khống chế của thần cơ, để giúp môn phái này các bạn có thể chủ động hơn trong giao tranh. Rồi đó là phần tẩy luyện trang bị. Tiếp theo mình sẽ qua cái nội dung thứ hai, đó chính là khảm đá hồn. Khảm đá hồn thì các bạn chú ý cho mình một vấn đề như thế này, đó là những bạn server mới nha, thì chúng ta chú ý là ưu tiên các mốc khảm để các bạn kích hoạt được thuộc tính bộ. Các mốc khảm này là như thế nào? Cái này là mình giải thích cho những bạn nào chơi server mới. Chúng ta vào phần hành trang các bạn, chúng ta sẽ thấy ở đây nó sẽ có một cái mục là khảm đá hồn, các bạn kích vào. Các bạn xem ở mục bên tay phải này nó yêu cầu chúng ta cái gì? Đó là cần phải khảm 10 viên đá hồn level 7 để các bạn kích hoạt được những cái thuộc tính ẩn bên dưới này. Hiện tại mình đã khảm được 5 viên rồi. Còn với những bạn server mới thì các bạn sẽ có những cái mốc khảm, ví dụ như là khảm 20 viên đá hồn level 3, 30 viên đá hồn level 3, đó. Thì các bạn phải cố gắng kiếm những cái bộ như thế này các bạn khảm vào. Và như thế nào thì từ từ mình sẽ giải thích cho các bạn rõ hơn. Qua phần khảm đá hồn nón, mình lấy ví dụ nha. Đầu tiên ở cái cột này là cái cột các bạn khảm được 4 viên đá hồn vào những trang bị, các bạn chỉ được khảm 4 viên. Tiếp tục bên này là 5 viên, bên này là 6 viên nha các bạn.
6 viên là bên này và bên này là 7 viên. Rồi thì ở cột đầu tiên bên này thì các bạn kiếm cho mình những cái viên đá hồn như thế này các bạn cho vào. Và những bạn chơi server mới các bạn lại hỏi là tôi không có đá hồn màu hồng thì lấy màu gì đây, thì các bạn lấy những viên sơ màu xanh thôi các bạn. Phương Miện chúng ta có cái viên đá hồn sơ màu xanh lam. Còn trường hợp các bạn chưa có Phương Miện nữa, các bạn không biết khảm viên gì vào thì các bạn hãy tìm những cái viên khác, những cái viên màu xanh lá cây. Mình lấy ví dụ đá hồn bên nón, chúng ta sẽ có cái viên đó là ví dụ như Minh Nguyệt Đao nè các bạn. Minh Nguyệt Đao màu xanh lá cây. Đó, viên này chắc chắn các bạn sẽ có khi chơi server mới. Các bạn chỉ cần lấy 3 viên này các bạn ghép lại thì chúng ta đã lên được một cái viên đá hồn màu xanh lam rồi, để các bạn kích hoạt những cái bộ khảm mà yêu cầu khảm bao nhiêu viên đá hồn level 3 đó. Rồi sau này khi nào mà các bạn có được những cái viên Phương Miễn này thì các bạn thay thế những viên màu xanh lam, sau đó các bạn nâng lên viên màu tím, rồi các bạn nâng lên viên màu hồng thì chúng ta sẽ có đủ những cái viên đá hồn như thế này. Và thứ tự thay thế như thế này, ví dụ như qua đến trang bị khảm được 5 viên đá hồn này thì các bạn sẽ thay cái viên đo mộc vệ này cho cái viên Phương Miễn. Theo cái hàng ngang này là cái hàng thay thế nha các bạn ơi. Đó, cái hàng ngang mình sắp xếp như thế này là hàng thay thế. Các bạn chú ý nha, ví dụ như ở trên này cái hàng ngang đây thì cái viên Doãn Tiêu Vũ này sẽ thay thế cho cái viên Phương Miễn. Đó, các bạn lưu ý điều này. Đó là mình đang giải thích cho những bạn nào chưa hiểu về cái slide này nha. Rồi, đây là phần khảm đá hồn của những cái trang bị mình đã liệt kê sẵn. Thì mình sẽ đi lướt qua thật nhanh để mình giải thích những vấn đề khác cho các bạn rõ hơn. Dây chuyền này các bạn ạ, đá hồn thì mình đã soạn sẵn rồi. Rồi, đây là những cái viên đá hồn ở Hồ Uyển. Hồ Uyển mình sẽ tập trung về những cái viên tăng linh hoạt là chính, thời gian thuộc tính. Về sau thì chúng ta sẽ có những cái viên khác. Rồi, nhẫn thì tăng những cái thuộc tính bỏ qua né tránh nè. Rồi, tăng thêm sức mạnh, linh hoạt. Đó. Đây là đá hồn ở áo, tiếp tục là đá hồn ở ngọc bội. Rồi, đá hồn ở phù. Không tới đai trước các bạn ạ. Đai thì chủ yếu là những cái viên tăng về chỉ số sinh lực, rồi sinh lực cơ bản. Đó, rồi tiếp theo là phù. Phù mình vẫn giữ hai cái viên này nha các bạn. Luôn luôn ưu tiên những viên đá hồn tăng phản đòn cận chiến và tăng phản đòn tầm xa. Đó là những cái viên các bạn luôn luôn được ưu tiên trong tất cả các môn phái luôn, không riêng gì thần cơ. Tiếp tục là những viên đá hồn ở dài thì mình sẽ tập trung những cái viên tăng nhanh nhẹn, rất là nhiều những viên đá hồn tăng nhanh nhẹn ở đây. Rồi, vũ khí, đây là những viên đá vũ khí các bạn. Vũ khí thì mình sẽ ưu tiên những cái viên tăng chỉ số sức mạnh nha. Mình không ưu tiên tăng sát thương hệ đâu. Sức mạnh thì các bạn sẽ sử dụng được lâu dài hơn và nó hiệu quả hơn rất là nhiều, nó ngon hơn rất là nhiều. Để mình sẽ có một cái clip chứng minh cho các bạn xem những chỉ số sức mạnh nó sẽ lợi hơn cái chỉ số sát thương thuộc tính như thế nào nha. Cái đó thì mình sẽ hẹn các bạn ở video sau. Rồi, như vậy là mình đã xong cái phần đá hồn. Thì phần đá hồn này mình sẽ nói thêm một tí nữa để các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề thứ tự chúng ta nâng cấp đá hồn. Đối với những bạn nào mà chơi server cũ á, các bạn đã nâng lên được, mình lấy ví dụ các bạn nâng lên được 50 viên đá hồn màu hồng. 50 viên đá hồn màu cam cam này nè các bạn ạ. Gọi là đá hồn level 6 đó. Bây giờ các bạn cần nâng cấp lên đá hồn level 7 thì chúng ta sẽ nâng cấp những cái viên nào trước? Thì theo kinh nghiệm của mình, để nâng cấp lên đá hồn level 7 thì các bạn ưu tiên trước cho mình những cái viên tăng các chỉ số cơ bản trước nha. Đầu tiên là chúng ta sẽ xét những cái viên tăng chỉ số cơ bản trước. Mình lấy ví dụ như cái viên đường giảng, nó sẽ có chỉ số sức mạnh và nhanh nhẹn, đây gọi là những chỉ số cơ bản. Hoặc là cái viên trong đá hồn áo, chúng ta sẽ có viên vương đăng tăng cho các bạn thể chất và linh hoạt. Đó, thì những cái viên nào mà thuộc đá hồn màu cam trung thì các bạn sẽ nâng cái này lên đá hồn level 7. Rồi, sau những cái viên này xong, các bạn sẽ ưu tiên tiếp cho mình hai cặp đá cực kỳ quan trọng luôn. Đó chính là hai cặp đá. Một cặp đầu tiên đó chính là cặp của Võ Tắc Thiên nha các bạn. Võ Tắc Thiên dương và Võ Tắc Thiên âm có trong cái phù. Đây, cái cặp đá thứ hai các bạn cần ưu tiên cho mình đó chính là cặp đá Quỷ Cốc Tử có trong bao tai. Và cặp đá đây, Quỷ Cốc Tử một viên ở trong cái đai nè các bạn ạ. Thì đây là hai cặp đá rất là quan trọng, áp dụng cho những bạn nào đi solo. Ví dụ như hai ạc tương đồng lực chiến với nhau nhưng mà bạn hơn người ta ở hai cặp đá này thì mình chắc chắn rằng 90% các bạn sẽ giành được chiến thắng, tại vì hai cặp đá này rất là quan trọng trong vấn đề solo nha. Lưu ý giúp mình hai cặp đá này. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục nâng những cái đá còn lại, ví dụ như là Tần Thủy Hoàng, Hoàng Nhan Hồng Liệt, rồi Hạng Vũ nữa các bạn ạ. Những cái viên đá về sau này các bạn nâng từ từ theo.
Đó là phần đá hồn thì mình lưu ý cho các bạn ở phần này. Tiếp theo là mình sẽ nói về vấn đề cường hóa. Cường hóa thì mình sẽ giải thích rõ hơn tí, có một số bạn chưa hiểu cường hóa này như thế nào. Các bạn chơi server mới á. Đầu tiên thì các bạn cần nâng cho mình 10 món trang bị lên cấp 60 trước. Có nghĩa là cường hóa 10 món trang bị lên cấp 60. Sau đó các bạn sẽ cường hóa 5 món. Các bạn lựa ra 5 món nào ít tiêu tốn thủy tinh nhất để chúng ta cường hóa 5 món này lên tới cấp 75. Mình lấy ví dụ chúng ta sẽ cường hóa cái nón, cái đai, cái hồ uyển, đôi giày và cái dây chuyền. Thì các bạn sẽ lấy 5 món này ra chúng ta cường hóa từ cấp 60. Các bạn cường hóa thẳng lên đến cấp 75 cho 5 món này. Sau đó các bạn sẽ tiếp tục cường hóa 5 món này lên đến cấp 80. Có nghĩa là những cái món các bạn đã cường hóa lên đến cấp 75 trước đó, các bạn cường hóa lên đến cấp 80 nha. Nhiều bạn không hiểu, các bạn cứ nghĩ là 5 món lên cấp 80 là 5 món còn lại, như là vũ khí, rồi nhẫn, rồi ngọc bội và hộ thần phù, áo đó các bạn ạ. Không phải như vậy, là 5 món các bạn đã lên 75 nha. Sau khi các bạn cường hóa 5 món lên cấp 80 rồi, lúc này server các bạn chưa mở cấp và các bạn vẫn còn dư rất là nhiều thủy tinh đúng không? Thì các bạn có thể cường hóa tiếp tục cho mình vũ khí nè, cường hóa áo, rồi cường hóa những cái món mà ở cấp 60 các bạn đang dở dang, các bạn cường hóa tiếp. Khi nào server các bạn mở cấp thì chúng ta sẽ lại tiếp tục cường hóa 5 món lên đến cấp 95. 5 món đó chính là nón, hộ uyển, đai, giày và dây chuyền nha các bạn. Đó, để các bạn kích hoạt được cái nhảy cường hóa. Các bạn nhảy một lúc 3 bậc cường hóa thì chúng ta sẽ tăng rất nhiều lực chiến và tăng rất nhiều các cái chỉ số sát thương hệ trong đó nha. Và các bạn lưu ý giúp mình một điều rằng đối với khảm đá hồn thì các bạn căn theo cái bảng trong hệ thống này nó đề xuất cho các bạn thì các bạn khảm theo cái bảng này. Nhưng với cường hóa thì các bạn không nên cường hóa theo cái bảng này. Ví dụ như kích hoạt cường hóa trang bị, hiện tại nó đang yêu cầu mình kích hoạt trang bị lên 10 món cấp 135 nè các bạn ạ, 10 trang bị lên cấp 135 thì sẽ kích hoạt được cái thuộc tính này. Mình không cường hóa như vậy mà mình hiện tại mình đang cần cường hóa 5 món trang bị lên cấp 145. Các bạn thấy là nón nè, hậu uyển của mình đã lên 145 rồi, ngọc bội cũng lên 145. Hiện tại thì đai và giày của mình chưa lên tại vì mình chưa đủ cấp để mình cường hóa tiếp tục. Đó, các bạn cường hóa thì chúng ta không nên làm theo thuộc tính bộ trong đây. Mà cường hóa thì các bạn hãy theo cái mốc mà mình đã liệt kê sẵn ở đây nha các bạn. Đó. Rồi, chú ý giúp mình điều này. Mình sẽ qua phần tiếp theo, đó chính là chân nguyên các bạn ơi. Chân nguyên và đồng hành thì mình sẽ nói cùng một video, cùng một chủ đề song song với nhau. Chân nguyên thì đối với con thần cơ này thì mình cảm thấy chân nguyên thích hợp nhất cho nó, đó chính là nghịch thủy hành châu. Các bạn nào không có nghịch thủy thì chúng ta sử dụng quy tâm nha. Mình đã test nghịch thủy và quy tâm rồi, thì mình cảm thấy nghịch thủy là cái kỹ cực kỳ hiệu quả, cực kỳ ngon lành và cực kỳ thích hợp cho thần cơ luôn. Có nhiều bạn nói là bây giờ chơi môn phái yếu, chúng ta cần đam, các bạn lấy thiên địa quy tâm để chúng ta lấy đam. Thì lấy đam này để các bạn đi quần chiến, chúng ta hiệu quả trong các trận đánh như là tống kim. Còn đối với solo hoặc là đi những cái trận quần chiến nhỏ thì các bạn chơi nghịch thủy chúng ta sẽ có lợi hơn. Tại vì nghịch thủy các bạn sẽ triệt tiêu hoàn toàn sát thương từ cái kỹ thiên địa quy tâm tạo ra. Mà các bạn lại có lợi hơn là các bạn được miễn dịch khống chế trong một khoảng thời gian. Và trong khoảng thời gian đó thì các bạn lại có thể tung chiêu xả đam về đối phương của mình rất là nhiều. Đó, cực kỳ có lợi. Rồi nha, chân nguyên thì mình khuyến khích các bạn sử dụng nghịch thủy hành châu. Về đồng hành thì mình sẽ có cách build như sau. Đồng hành mà cả quy tâm và cả nghịch thủy dành cho đồng hành 1S nha các bạn. Thì mình sẽ sử dụng một con phương miễn để lấy cái chỉ số sức mạnh. Yên nhật tuyết thì mình sẽ lấy cái chỉ số đó là linh hoạt và cái sát thương bộ kích. Rồi mình sẽ sử dụng ở đây hai con đồng hành để tăng chỉ số nhanh nhẹn nha các bạn, đó là cao trường cung và hàng thế trung. Tại vì sao mình cần hai con này? Về linh hoạt thì thần cơ có chỉ số linh hoạt rất là ổn định rồi. Mình cần thêm một linh hoạt, một sức mạnh thôi. Còn thần cơ thì nó có cái chiêu ưng kích trường không, khôi lỗi ưng phách này khi thả ra thì sẽ tăng cho các bạn rất nhiều chỉ số kháng tất cả cơ bản. Thì khi các bạn sử dụng càng nhiều linh hoạt, càng nhiều nhanh nhẹn thì cái kháng của thần cơ được tăng lên rất là nhiều. Và chính điều này nó sẽ khắc phục được cái điểm yếu của thần cơ, đó là máu giấy. Thì mình sẽ xài hai con này để giúp thần cơ cứng cáp hơn và trâu hơn một tí. Đó là cách chơi đồng hành của mình, đồng hành 1S. Về đồng hành 2S thì cũng tương tự, nhưng ở đây mình vẫn sử dụng con hàng thế trung nha các bạn. Tại vì đồng hành 2S không có con nào có chỉ số giống con hàng thế trung cả, do đó mình vẫn sử dụng một con 1S hàng thế trung. Về thứ tự nâng cấp đồng hành lên 3S thì các bạn sẽ nâng cấp như sau.
Đầu tiên nếu mà các bạn có được Tần Thủy Hoàng thì chúng ta sẽ thay cho Dương Ảnh Phong. Ở đây thay Dương Ảnh Phong nha các bạn. Hàng Thiết Trung thì nó có sát thương hệ mộc rồi, do đó mình vẫn giữ lại để mình áp dụng cái sát thương hệ mộc này. Rồi khi các bạn có Hoàng Nhan Hồng Liệt chúng ta sẽ thay cho Hàng Thiết Trung nè. Có Hàng Vũ các bạn sẽ thay Độc Cô Kiếm. Ở đây thì mình vẫn sử dụng lại Kinh Kha. Sau này các bạn có Võ Tắc Thiên thì các bạn sẽ lại thay thế cho Tần Thủy Hoàng. Rồi khi các bạn có Quỷ Cốc Tử chúng ta thay thế cho Kinh Kha nha. Đó là thứ tự các bạn nâng cấp đồng hành lên. Rồi một số bạn nào mà có điều kiện chơi đồng hành 4S thì chắc chắn mình nghĩ các bạn chơi tới giai đoạn đó các bạn cũng biết thay thế cho con nào rồi đúng không? Ví dụ các bạn có con Trương Tam Phong thì chắc chắn các bạn phải bỏ Quỷ Cốc Tử thôi. Còn các bạn có được Đạt Ma thì chắc chắn phải bỏ Hàng Vũ. Đó là những cái điều mà mình nghĩ các bạn chơi đến cấp đó các bạn sẽ biết. Rồi đó là đồng hành chân nguyên. Tiếp theo là dòng tẩy luyện đồng hành. Dòng tẩy luyện chân nguyên các bạn ạ. Ở đây mình sẽ có 3 trường hợp tẩy luyện. Đối với chân nguyên các bạn tẩy được 6 dòng thì chúng ta sử dụng dòng sức mạnh nè, dòng nhanh nhẹn, dòng linh hoạt, dòng né tránh cơ bản, bỏ qua né tránh cơ bản và tỷ lệ bạo kích cơ bản. Một lần nữa mình vẫn nhắc các bạn, đối với những bạn chơi server mới là chúng ta tẩy luyện đúng 6 dòng này cho mình. Nhiều bạn lấy dòng sát thương thuộc tính, các bạn lấy dòng tỷ lệ bạo kích, rồi các bạn lấy dòng kháng tất cả, các bạn chơi dòng cam vào không có tác dụng gì cả. Không phải không tác dụng mà là tác dụng không hiệu quả bằng những cái dòng này. Mặc dù những dòng này có thể là dòng xanh hoặc là dòng tím thì các bạn chơi vẫn rất là ok nha. Nhớ lưu ý giúp mình chơi những cái dòng đúng như trong file của mình. Nếu các bạn đã tham khảo rồi các bạn chơi những dòng thế này. Về chân nguyên các bạn tẩy luyện được 7 dòng thì mình sẽ bổ sung thêm một dòng thể chất nha các bạn, để giúp thêm cái lượng máu cho thần cơ. Và chân nguyên 8 dòng thì chúng ta sẽ thêm một dòng nữa, đó chính là dòng bỏ qua tỷ lệ bạo kích cơ bản. Và đối với thần cơ thì mình sẽ vẫn khuyến khích các bạn chơi thật là nhiều linh hoạt. Ở đây mình không sử dụng cái dòng đó là bỏ qua kháng tất cả cơ bản nha các bạn ơi. Mình sẽ chơi 4 dòng chỉ số cơ bản, đó là sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất, linh hoạt. Tiếp tục đó là né tránh cơ bản, bỏ qua né tránh cơ bản, tỷ lệ bạo kích cơ bản và bỏ qua tỷ lệ bạo kích cơ bản. Đó là 8 dòng chuẩn cho môn phái thần cơ. Rồi như vậy là mình đã xong cái phần chân nguyên rồi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục nói về cái vấn đề chân nguyên rồi, đồng hành rồi. Tiếp tục là bí kíp và cách tăng kỹ năng cho môn phái thần cơ này. Về bí kíp của thần cơ thì thứ tự lên bí kíp của thần cơ nó rất là đơn giản các bạn ơi. Đối với bí kíp sơ chúng ta sẽ lên cái chiêu ưng kích trường không trước. Để các bạn tăng cái chỉ số hút sinh lực lên. Tiếp đến là khôi lỗi ưng phách để tăng chỉ số kháng, tăng tấn công cơ bản các bạn. Tiếp theo là hóa vũ thừa không, lăng phong thì ảnh. Bí kíp trung các bạn nâng cấp cũng theo cái thứ tự này luôn, cũng theo cái thứ tự của bí kíp sơ, đó là ưng kích trường không trước, khôi lỗi ưng phách, hóa vũ thừa không, lăng phong tùy ảnh. Và bí kíp cao thì cũng tương tự như vậy luôn các bạn ơi. Mình đã đọc các chỉ số này và mình thấy thứ tự nó giống với nhau hoàn toàn luôn. Đó là theo cá nhân của mình. Còn những môn phái khác thì ở phần trung và phần cao thì nó lại có cái sự xáo trộn thứ tự khác nhau. Nhưng đối với môn phái này đặc biệt nó lại giống nhau một cách rất là hoàn toàn cho cái phần tăng cấp bí kíp. Rồi bây giờ mình sẽ nói đến phần cuối cùng trong cái video hôm nay, đó chính là phần tăng cấp kỹ năng cho môn phái thần cơ. Thì thần cơ mình sẽ có cách tăng cấp kỹ năng như sau các bạn ạ. Đối với kỹ năng thần cơ thì các bạn sẽ không nâng cái chiêu thiết ca hành này nha các bạn ơi. Đối với bạn nào mà không đủ kỹ năng thì chúng ta sẽ không nâng chiêu thiết ca hành này. Tại vì cái chiêu này là cái chiêu sẽ khắc chế lại các môn phái hệ thổ. Nhưng mà theo mình bản thân thần cơ hệ mộc thì đã khắc hệ thổ tương đối khá là tốt rồi. Do đó chúng ta không cần nâng kỹ năng này. Còn đối với những bạn nào mà mới chỉ cấp 3X, cấp 30 chúng ta không biết nâng kỹ năng sao, thì các bạn có thể bỏ bớt chiêu đánh thường này các bạn nâng. Rồi khi nào lên các bạn nâng lên tới cấp 40 thì chúng ta sẽ không nâng chiêu thiết ca hành này nha. Rồi những kỹ năng khác thì các bạn sẽ nâng full. Đó là cái cách tăng kỹ năng cho môn phái thần cơ. Thì mình đã vừa trình bày xong cái phần 1 trong cái video xây dựng về môn phái thần cơ này. Phần 2 thì mình sẽ ra trong cái thời gian sớm nhất cho các bạn luôn nha. Và mình sẽ để link trong phần mô tả của cái phần 1 này, các bạn hãy chú ý theo dõi. Rồi video của mình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nếu cảm thấy video này hữu ích thì cho mình xin một like, một chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở những video sau.